em có thể truyền được cái năng lượng tích cực cho những người xung quanh, và em có thể tự làm được tất cả mọi việc, ví dụ như là nấu ăn, chăm sóc gia đình, kiếm tiền, tự lập thì em đều có thể tự làm được và san sẻ những cái áp lực cuộc sống với bạn trai của mình. Tính cách của em hồi trước thì rất là vui vẻ, nhưng mà mấy năm gần đây em lên tầm tĩnh và điềm tĩnh hơn. Từ lúc mà ngày em không còn ở đây nữa, mà ngày em đã đi lại mạng. Thì em rất là sốc. Lúc đó em mới lục cái trong cái túi quần của người bạn gái ấy, có một cái giấy viết là viết rõ nguyên nhân về gì. Tức là bạn ấy đã lên kế hoạch cho chuyến đi cuối cùng của mình, ngắm cảnh đẹp nhất của người mình thương và vì cái chuyện kia. Bạn gái mất vì trầm cảm và lý do gia đình. Bị trầm cảm nhưng mà mất. Mất bằng cách là lái mô tô hết tốc độ và đâm vào đít của xe container. Ui, gì vậy? Dạ chào chị, chào mọi người, em tên là Ben ạ. Nhưng mà tên thật của em là gì? Ben tên thật là Trịnh Công Tuấn. Trịnh Công Tuấn với người dân được biết đến là Ben Eagle, so hot trên các trang mạng xã hội như kênh TikTok đạt hơn 2.7 triệu follow. Anh chàng xuất hiện với nhiều màn võ thuật đẹp mắt, dứt khoát, chuyên nghiệp. Không những thế, tính tình còn hài hước, vui vẻ thì cô nàng nào mà không say mê cho nổi. Okay, chào Tuấn nha, bây giờ Tuấn đợi chị Tường một xíu để Tường kết nối với những bạn còn lại luôn nha. Rồi cho chị Tường kết nối với bạn nam thứ hai. Chào mọi người, em là Hoàng Leo và em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Tấn Hoàng là một chàng trai trẻ đến từ xứ Huế mộng mơ, có ngoại hình cực kỳ điển trai và thu hút. Không những thế còn có khả năng sáng tác nhạc và ca hát, đúng là bao chọn combo, chiếm trọn trái tim mong manh yếu đuối của mọi cô gái rồi phải không nào? Bây giờ thì chị Tường mời hai bạn, chúng ta sẽ được xem một cái đoạn video clip để giới thiệu của nhân vật nữ chính ngày hôm nay nha. Mấy bạn xem cho kỹ, soi cho kỹ nha. Rồi xin mời phòng máy cho chị Tường xem nhân vật chính của ngày hôm nay. Hello, chào buổi sáng mọi người, và mình là Gigi. Mọi người xung quanh thường biết đến Gigi với lại cô bé hay cười, tại vì lúc nào Gigi cũng cười hết á. Và đây là góc làm việc của Gigi thường ngồi ở đây để xem lại các clip review này, cũng như là live stream. Cũng có những ngày Gigi sẽ phải đi làm việc ở ngoài, như là hôm nay nè, Gigi sẽ chuẩn bị makeup và đi vào set chụp. Mọi người cùng đoán xem hôm nay Gigi sẽ chụp concept gì nha. Gigi cảm thấy mình là một người rất là may mắn, tại vì là trong cuộc sống Gigi luôn luôn gặp được những người yêu thương và giúp đỡ Gigi trong công việc. Và đây là set chụp ngày hôm nay. Gigi là một người có tính cách vui vẻ nên lúc nào có thể xả ra thì Gigi luôn luôn quậy một xíu cho vui đó. Sau khi trở về nhà thì Gigi sẽ dùng chính cái góc làm việc của mình để có thể trải nghiệm những cái thú vui của mình, như là đan len nè. Đan len là một trong những phương pháp mà Gigi dùng để tập cái tính kiên nhẫn cho bản thân, tại vì Gigi là một người khá là thiếu kiên nhẫn đó mọi người. Cũng có thể nói là Gigi hơi nóng tính và hơi nóng bội một xíu. Và hy vọng là mọi người không thấy nhàm chán với lại cái thú vui này nha. Những ngày rảnh rỗi thì Gigi cũng thường ra ngoài gặp gỡ bạn bè này, xem phim, cà phê hoặc là đi đâu đó để cho khuây khỏa. Ngoài ra thì Gigi còn một thú vui nữa, đó là tarot. Gigi thường dùng buổi tối của mình để xem tarot cho những bạn bè xung quanh và Gigi rất là vui vì điều này. Còn một bí mật nữa là Gigi còn kinh doanh về làm việc văn phòng online về lĩnh vực marketing với các thương hiệu của Việt Nam nữa. Vậy là hết rồi, hẹn gặp mọi người trên chương trình ghép đôi thần tốc trên mạng online nha. Bye bye. Sau khi xem video clip của bạn nữ thì em khá ấn tượng với một cái điều, đó là bạn nữ rất là nóng tính, cho nên phải đăng lên để luyện tập cái sự kiềm hãm, sự bình tĩnh của mình lại, cái nóng tính của mình lại. Em đánh giá là bạn này rất là dễ thương, chắc chắn là khuôn mặt cũng rất là xinh. Thì đối với bản thân của em thì em thấy đi tiếp xúc với môi trường là khá là năng động, công việc rất là thú vị, nhưng mà bên cạnh đó là sau giờ làm việc thì biết chăm sóc cho bản thân. Đó là em ấn tượng. Ok, đó chỉ là những ấn tượng ban đầu thôi nhé. Bây giờ thì cho phép chị Tường được gặp Gigi. Chào Gigi. Em xin chào chị MC Cát Tường, hai bạn nam cũng như là quý vị khán giả của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em xin giới thiệu với lại chị Cát Tường và các bạn ở đây, em tên là Gigi, dạ năm nay em 20 tuổi ạ. Gigi mang đến hình ảnh một cô gái phố núi Gia Lai tài giỏi, xinh đẹp, tự lập kinh doanh. Mặc dù Gigi chỉ mới có 20 đầu bánh chưng, nhưng khả năng ngoại ngôn, thông minh nhanh nhạy đã giúp Gigi ghi điểm ấn tượng rất tốt, khiến ai cũng bất ngờ ngã ngửa trầm trồ. Hãy chào đón Gigi đến với chương trình nào. Wow,
Wow, còn quá trẻ luôn, mới có 20 tuổi thôi các bạn ơi. Hiện tại thì công việc chính của em vẫn đang là kinh doanh shop thời trang. Ngoài ra thì em còn là một agency để booking với các công ty brand của Việt Nam và các cái thương hiệu của Việt Nam. Và em còn là một review nhỏ ở trên mạng xã hội nữa. Điểm mạnh, điểm yếu của Gigi là như thế nào? Em có thể truyền được cái năng lượng tích cực cho những người xung quanh và em có thể tự làm được tất cả mọi việc, ví dụ như là nấu ăn, chăm sóc gia đình, kiếm tiền, tự lập thì em đều có thể tự làm được và san sẻ những cái áp lực cuộc sống với bạn trai của mình. Còn điểm yếu của em thì em có hai điểm yếu, là thứ nhất là mọi người cũng đã biết là em khá là nóng tính, em hơi nóng vội trong mọi sự nên là cần một cái người điềm tĩnh để kìm em lại. Và cái điểm yếu thứ hai của em là em rất là dễ bị cảm xúc trong tình cảm, chi phối những cái vấn đề khác trong cuộc sống. Rồi, bây giờ Tuấn giới thiệu một chút xíu là những điểm mạnh, điểm yếu của em để cho Kiki có thể nghe. Mình tên đầy đủ là Trịnh Công Tuấn, thì nghề danh của mình là Ben Eagle. Tuấn thì sinh năm 1990, thì năm nay là 30, 31 rồi. Cũng không quá trẻ, cũng không quá già. Hiện tại Ben cũng đang làm đạo diễn võ thuật. Bên cạnh đó mình có một cái trung tâm huấn luyện võ thuật điện ảnh và diễn viên hành động ở Sài Gòn. Cũng có một số kênh social như là TikTok, YouTube để mình có thể phát triển quảng bá thương hiệu cũng như là chia sẻ những cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ chuyên môn của mình đến với lại cộng đồng. Thì cũng tham gia đóng phim nhiều và chỉ đạo võ thuật cho nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh rồi. Thì đó là cái đam mê, cũng là công việc chính của mình. Cái đồ kênh TikTok tới 2 triệu lượt view lần phải không? 2 triệu 7 rồi. 2 triệu 7 rồi hả? Dạ. Wow, kìa, con bé nó wow liền. Đó mà em nói bình thường, bao nhiêu người hâm mộ, ngưỡng mộ muốn được vậy mà chưa được đó. Rồi vậy thì em thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Tuấn? Thì Ben nghĩ cái điểm mà Ben cảm thấy cái ưu thế nhất trong bản thân mình đó là cái sự quyết tâm, không dễ dàng bỏ cuộc. Thứ hai là cái tính kiên định trong con người của mình rất là lớn. Tuy mình là nhỏ con nhưng mà không đồng nghĩa việc là mình yếu ớt. Đủ cái nghị lực để mình có thể che chở cho những người mà mình yêu thương nhất trong cái cuộc đời này. Rồi, ngoài những cái điểm mạnh đó ra thì mình có cái gì là mình thấy là nó còn hạn chế đối với bản thân mình không? Em hay quên. Rồi một cái nữa là tính em cũng hay xàm. Hay chọc kẹo người khác, hay kẹo người khác. Nhiều người mà không hiểu là sẽ dễ khó chịu, dễ mất lòng lắm. Rồi bây giờ đến anh chàng chợ cu te kìa, ngồi kìa, ngồi ngắm nghía màn hình hoài kìa. Tới em đó cưng. Rồi bây giờ em giới thiệu lại về mình cho Ghi nghe nha. Tên thật của em là Nguyễn Tấn Hoàng, hiện tại em là kiến trúc sư, hoặc em có làm nhạc. Vâng, em vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 25. Điểm mạnh, điểm yếu của Hoàng là gì nè? Điểm mạnh của em là một con người là khá điềm tĩnh, biết là nấu ăn nè, chơi đàn nè, biết là quan tâm lo lắng cho đúng người mình thích nha. Còn là điểm yếu của em thì đôi lúc em khá là suy nghĩ tiêu cực, em ở một mình quá lâu. Qua phần giới thiệu bạn Gigi thì em thấy khá tương đồng nghiệp như vậy. Ví dụ như là xem bài Tarot, mỗi tối thì em cũng hay đi xem bài Tarot cho chính bản thân mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu xong một chút xíu nữa nha các bạn nha. Bây giờ sẽ đến phần tình trường. Bây giờ trước tiên chị sẽ hỏi Gigi trước nha. Dạ. Để mà nói là mối tình chính thức thì em đã trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên thì là mối tình từ năm học cấp 3, tụi em quen nhau từ cấp 3 cho tới năm đại học là 4 năm. Cái lý do chia tay thì cũng chỉ là khi mà em phát triển quá nhanh và công việc của em quá nhiều và em chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn lại là một cái người quá hiền, cái cuộc sống của bạn nó chỉ xoay quanh em thôi và bạn chỉ chăm sóc cho em thôi. Thì đến một cái giai đoạn thì em cảm thấy là em nên cho bạn đó tách ra để bạn đó phát triển cái sự nghiệp của bạn đó, chứ em không có nên điều hướng bạn đó quá nhiều nữa, và mỗi người có một cái con đường đi riêng á. Cái mối tình thứ hai thì là cái mối tình gần đây nhất, thì em quen được gần 1 năm. Cái suy nghĩ và cái hướng sống của tụi em khác nhau quá. Em thì là một cái người thích thu về hơn, thiên về gia đình, còn bạn thì bạn hướng về bên ngoài nhiều hơn. Thế bây giờ em muốn tìm một cái người tình trong mộng của em, một cái người để đi được với em một cái đoạn đường dài phía trước, là một cái người đàn ông như thế nào? Em cần cái bạn nam của em phải là cái người trưởng dậy hơn em, là cái người có thể suy nghĩ về tự chủ được trong sự nghiệp của mình, chăm sóc được cho em. Và một cái mà em cực kỳ mà quan trọng nữa đó là chung thủy. Chỉ cần chung thủy và yêu thương em, có nghĩa là trong một mối quan hệ đối với em á, nếu như mà cả hai đến một cái giai đoạn mình chán nhau hoặc là mình không còn tình cảm với nhau là một cái việc rất là bình thường. Nhưng mà hãy dùng hết cái tình thương còn lại, thẳng thắn nói với em là em ơi, mình đi đến đây thôi nha, thì em có thể vui vẻ làm bạn và cả hai giúp đỡ nhau hoặc là một cái hướng gì đó khác. Chứ em rất là sợ cái chuyện phản bội, tại vì là nó sẽ làm cho mình thành một cái vết hằn, tại vì là ba mẹ em đã có một cái gia đình không hạnh phúc
và nó bị ảnh hưởng bởi người thứ ba, và đến bây giờ cái vết thương đó nó theo em tới bây giờ. Và em rất là khao khát có một cái gia đình hạnh phúc, và em muốn là tất cả những cái mối quan hệ mà em trải qua nó đều văn minh á. Tôi không nghĩ tôi nói chuyện với một cô gái 20 tuổi mà cũng lắm, cô nói mà cái cấp độ là siêu 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 luôn, siêu rồi siêu lẹ luôn á, trời ơi là trời, không có pháp, không có thiếu ý luôn. Rồi cảm ơn Nghi nha. Bây giờ quay lại với anh Tuấn thì Tuấn ở đây chia sẻ cho chị nghe về tình trường của em đi. À, chắc là Ben cũng sẽ kể hai cuộc tình. À, đầu tiên á là cái thời mà Ben còn học võ, có yêu một cô gái cũng học võ chung, và cô ấy cũng là hoa khôi của võ đường. Wow. Mình thì lại là một trong những cái đệ tử giỏi võ nhất của sư phụ ở võ đường. Tuy nhiên thì vào một ngày đẹp trời thì ba mẹ của cô ấy phát hiện ra cái cuộc tình này. Mà gia đình của cô ấy thì lại không có đồng ý để con gái yêu đương quá sớm, không có muốn là con gái mình quen một cái người học võ. Tại vì thường thường mọi người sẽ nghĩ là những cái người học võ hay là những ông thầy dạy võ thường là nghèo và rất là khô khan, cho đến một ngày thì ba mẹ cô ấy phải vào tận võ đường luôn để kết thúc cái mối tình này. Thì ba mẹ cô ấy đã quyết định cho cô ấy nghỉ học võ và nhốt ở nhà luôn. Mối tình thứ hai là sau nhiều năm sau á, lúc này Ben đã ngưng học võ ở một võ đường cũ rồi. Ben đã quyết định đi theo cái hướng là điện ảnh, lúc này bà đi đóng phim rồi. Trong cái quá trình mà mình đi đóng phim như vậy thì mình lại quen một cô diễn viên, và bạn ấy cũng có tâm sự là bây giờ đang học sân khấu điện ảnh, và khi mà tham gia con đường nghệ thuật này á, mà nếu như mà có người yêu sớm thì rất là khó có thể đi xa trên con đường nghệ thuật. Bản thân mình thiếu rất là nhiều cái điều kiện, thiếu rất là nhiều thứ để có thể lo được cho cái cô gái này. Cái cuộc tình này thì em đã quyết định là chủ động em rút lui để cho cả hai có thời gian để xây dựng con đường sự nghiệp của mình hơn. Thế thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người yêu như thế nào nè? Em cũng không cần một người quá xinh đẹp hay là một người quá tài giỏi. Cái điều quan trọng nhất là em cần một cái người có thể hiểu em và có thể đồng hành được với em. Đó là biết quan tâm, biết cảm thông, biết động viên khích lệ. À, quay lại với Hoàng nhé. Thế còn tình trường của em thì như thế nào? Dạ vâng, thì hiện tại bản thân em thì từng trải qua một mối tình. Một xưa em với bạn gái của em thì quen nhau qua gốc mô tô, nó mới lớn. Là em với bạn gái em đều có là đam mê tốc độ. Dạ vâng, là điều đam mê tốc độ sở hữu cho mình một chiếc mô tô riêng của mình. Tính cách của em đó, hồi trước thì rất là vui vẻ, nhưng mà mấy năm gần đây em trở nên trầm tĩnh và điềm tĩnh hơn. Từ lúc bạn gái em không còn ở đây nữa, Là trong một chuyến đi tình cờ thì bạn gái em mới gài em là yêu em chạy trước đi. Thì em tin lời bạn gái em chạy trước. Thì hôm đó em nghĩ là ủa sao mà chúng ta đi xuyên Việt cùng nhau mà cô ấy không mặc giáp bảo hộ mô tô mà chỉ đuổi một cái nón. Em là con người khá đúng giới ở trong lúc em đến điểm hẹn, ủa sao quá 20 phút rồi thì bạn gái của mình chưa thấy em. Tận lượt xe là chuyến đường của em thì bạn gái em đã đi mãi mãi. Thì em rất là sốc. Lúc đó em mới lục cái trong cái túi quần của người bạn gái có một người giấy viết là viết rõ nguyên nhân là gì. Tức là bạn ấy đã lên kế hoạch cho chuyến đi cuối cùng của mình, ngắm cảnh đẹp nhất của người mình thương và vì cái lý do kia. Ủa vậy là bạn gái mất là vì cái lý do gì? Mất là vì cái gì? Bạn gái mất vì trầm cảm và lý do gia đình. Bị trầm cảm nhưng mà mất? Mất bằng cách là lái mô tô hết tốc độ và đâm vào đít của xe container. Ui, gì vậy? Từ đó em, con người em trở nên điềm tĩnh hơn và tập những nỗi em suy nghĩ nhiều hơn, tập thấu đau hơn, chỉ phương phòng cái tính cách ngông cuồng và kiểu là bồng bột như lúc đít. Trước tiên là chị chia sẻ đồng cảm với cái chuyện buồn của em trong quá khứ. Cái thứ hai nữa thì cũng chúc mừng em vì em cũng đã bước qua được cái giai đoạn khó khăn đó. Tại vì chị biết ai cũng sẽ rất là sốc. Nhưng mà mọi thứ thì chúng ta cũng phải hướng lên phía trước. Tại vì em cũng còn rất trẻ. Thì em cũng phải tiếp tục với cái con đường phía trước của mình, cái cuộc đời tươi đẹp phía trước của mình. Và chị rất là vui khi ngày hôm nay em đã chủ động và đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc online. Rồi vậy thì bây giờ Hoàng muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người con gái của em thì em rất là yêu cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Em sinh ra từ Huế nên em thích một người là dịu dàng, chân thành, dịu dàng là đúng. Ừ.
Về ngoại hình em có yêu cầu gì không? Khá giống chị Ngọc Trân cùng anh người Huế. Cùng ra nàng thơ xứ Huế. Hả? Ngọc Trân. Sao? À Ngọc Trân hả? Ngọc Trân cũng nàng thơ xứ Huế. Nãy tôi nghe Ngọc Trinh. Ngọc Trân, ok cưng. À đó là Ngọc. Rồi quay lại với Gigi nha. Gigi ơi, không biết là hồi nãy giờ em có nghe rõ được câu chuyện của Hoàng chia sẻ về tình trường của bạn Hoàng không? Câu chuyện tình yêu buồn của bạn Hoàng không? Trước hết là em chia sẻ với lại anh Hoàng, tại vì đây là một câu chuyện buồn. Dạ, nhưng mà rất là may mắn là cả hai bạn nam của mình ngày hôm nay thì đều có những cái câu chuyện tình nó đẹp và nó nên giữ. Ok, cảm ơn em. Thức. Hello mọi người, tôi tên là... À mà thôi. Công việc hàng ngày của mình á là kéo đàn em đi đánh lộn. À, đi đâm thuê chém mướn, đi gây thù chuốc oán, à, kéo băng đảng này đi chém băng đảng khác. Đó. À, thời gian rảnh á, thì mình đào tạo võ sĩ để đi làm lính đánh thuê cho các cái khách hàng mà thích bạo lực máu me. Tóm lại á, là mình đang làm đạo diễn hành động và chỉ đạo võ thuật cho phim điện ảnh Việt Nam. Mình có một cái trung tâm huấn luyện võ thuật điện ảnh và diễn viên hành động để phục vụ cho điện ảnh Việt Nam. Mình đã luyện võ được hơn 20 năm và đi đóng phim được hơn 10 năm. Mấy nay dịch quá, ế xô ở nhà nên là lấy TikTok ra chơi dọc tới dọc lui, vô tình trở thành hot TikToker với hơn 2,6 triệu người theo dõi. Sở thích của mình là đi đánh lộn, tại vì mỗi lần đi đánh lộn về là người ta trả rất là nhiều tiền. Mình thì mình muốn tự kiếm tiền để đi cưới vợ, chứ không có muốn ngửa tay ra xin tiền ba mẹ. Mình còn thích nấu ăn nữa, và mình cá nè, đồ ăn mình nấu rất là ngon. Tại đó giờ chưa có ai dám chơi đồ ăn mình nấu hết á. Mình còn một cái sở thích nữa là rất là thích đi phượt bằng xe máy, đi du lịch khắp muôn nơi. Người yêu cũ của mình bỏ mình là cũng vì lên cơn đau tim sau khi ngồi sau xe mình lái á. Ba mẹ của mình rất phản đối con đường mình đã chọn. Cứ mỗi lần họ thấy mình đi đánh lộn, đi nhảy lầu hay tông xe là họ rất là sợ. Thành thử ra họ đã tạo thêm ra em trai của mình nữa để sơ cua. Cả dòng họ của mình ai cũng phản đối và ngăn cản mình hết. Cho nên bây giờ mình chỉ mong sao tìm được một cô người yêu có thể ủng hộ con đường đam mê của mình là đủ. Còn lại mình cân hết ha. Trời ơi trời, ông đi cua gái ông đưa cái clip gì mà thiệt chứ đó. Rồi coi clip tiếp hai. Gió màn làn yêu thương nơi đây, cơn bước đi xa, niềm nhớ thương trong đêm lần xa, nỗi đau sầu người em có nhớ đi ăn không. Tiếng giường buồn ngân vang theo em quất lối rất xa, nhìn bóng em tan theo làn mây, chỉ còn những nắng cây tháng năm ngày dài chia đôi. Giấc mơ ngày nào sẽ trôi. Xin chào mọi người, mình là Hoàng. Sở thích của mình là ngắm hoàng hôn, đọc sách, chơi đàn, lái xe mô tô độc hành khắp những cung đường chữ S Việt Nam. Đặc biệt mình thích cái cảm giác lái xe dọc phố lằn cùng màn đêm buông xuống. Bây giờ cũng là lúc mình cần ai đó ngồi sau xe mình đi khắp mọi nẻo đường của Việt Nam, làm những thứ nội lực. Quý vị, mini game trên Community Viber chuẩn bị đóng ngay sau khi Gigi sẽ lựa chọn chàng trai nào sẽ tiếp tục theo mình vào vòng sau để trò chuyện nhiều hơn nữa. Vì vậy thì quý vị hãy nhanh chóng lựa chọn đi ạ. À. Ê, hồi đó học võ gì? Ben luyện võ tới nay là hơn 20 năm rồi. Thời điểm đầu tiên mà Ben học võ là Ben học võ cổ truyền, sau đó Ben luyện võ Việt Nam, Taekwondo và những môn võ khác rất là nhiều. Làm thử dài đường chị Tường coi coi nè. Nhưng mà tại vì cái không gian ở đây nó hơi chật á, cho nên là chắc là em phải dời cái máy ra chút xíu rồi em múa vài đường quyền cho chị xem nha. Ok gần. Wow. À, đầu tiên mình sẽ biểu diễn một cái loại công phu mà đã thất truyền rất là nhiều năm rồi, nhiều hàng ngàn năm qua chưa ai có thể luyện được cái môn công phu này. Ngày hôm nay sẽ biểu diễn cho mọi người coi nha. Cái môn này á, nhìn thì nó rất là chậm chạp nhưng mà khi ra đòn thì rất là khó đỡ vì rất là nhanh. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Trời ơi trời, tự nhiên rủ hai nhỏ vô cho nhỏ ăn bột gì. Ok, bây giờ Ben sẽ biểu diễn một cái một vài động tác trong võ thuật điện ảnh cho mọi người xem ha. Ok, đi. Ôi dồi ôi, quá ghê luôn, quá ghê luôn.
rồi, sao thằng nhỏ giật cà giật luôn rồi. Ồ e, ồ e, ồ e. Đánh giả mà làm cái gì không? Dạ. Cảm ơn siêu lấy cái xe cái gì? Dạ, bạn xíu đi, có hình lấy cái này. Căng quá. Ừ. Được rồi, có đậu cụ nữa hả? Rồi, cái xe tập đó. Đi đi. Ok, mình tiếp tục nha chị Cá Tường. Chị thấy vậy là đủ để bảo vệ cho người bình thường chưa? Được, được, dư sức, dư sức. Hồi nãy bạn kia thì đã biểu diễn võ thuật cho chị Tường coi rồi. Thế bây giờ em muốn biểu diễn gì cho chị Tường coi nè? Nãy nghe giới thiệu cũng đàn hát được tùm lum hết trơn, đúng không? À thì em sẽ đưa mình đàn một đoạn đường piano cho chị và bạn ghi nghe. Gió màn ngàn yêu thương nơi đây dẫn bước đi xa, nhớ nhớ thương trong đêm lạnh giá, nỗi đau sầu người em khó nhớ đi anh không. Tia dương cầm ngân vàng theo em quyết lối chắc chắn, nhìn bóng em tan theo làn mây, chỉ còn nỗi rất xa. Tháng năm ngày dài chia đôi, giấc mơ ngày nào xa xôi. Hỡi Yeah. Rồi, cảm ơn em nha. Ok, bây giờ quay lại với Gigi. Thì không biết là Gigi có cảm nhận gì về phần chia sẻ của hai anh vừa rồi? Đầu tiên là em xin nhận xét về anh Trịnh Công Tuấn, là cảm nhận của bản thân em thì em thấy ảnh là một người khá là vui tính, lanh lẹ, có thể gọi là tự chủ trong cuộc sống của mình. Còn về anh Hoàng thì em rất là ấn tượng về cái tài năng là piano với lại hát. Có một cái điểm chung nữa là em không nghĩ là em sẽ gặp được một bạn biết xem tarot với em ở trên này. Thì em khá là bất ngờ, tại vì em tiếp xúc với nhiều người thì đa số con trai á, họ sẽ không có hứng thú lắm về cái vấn đề tarot hay là những cái xem như thế này á. Bây giờ là Tuấn và Hoàng, mỗi người sẽ thuyết phục Gigi một vài câu để Gigi sẽ đưa ra quyết định của mình là chọn ai. Mình chỉ biết rằng là khi mà nếu như mình may mắn có một cái mối tình và một cô gái nào đó đến với mình thì mình sẽ cố gắng hết sức. Rất là nhiều người trên thế giới này á, họ hay nói một cái câu nói là vì em mà anh sẽ từ bỏ tất cả, đúng không ạ? Ben thì Ben lại có một cái tư tưởng ngược lại, đó là vì em anh sẽ nỗ lực để có được tất cả, dành tất cả những thứ đó cho em. Wow. Rồi mời Quang. Thì mình chỉ nói với Gigi như thế này thôi, gặp nhau thì duyên phận, chúng ta đến được với nhau bằng ánh mắt và cảm nhận của mỗi người, chúng ta sẽ đến với nhau cả chân thành chân tình. Gigi hãy cho mình một cơ hội để cùng nhau chia sẻ, lắng nghe và làm mọi thứ giúp cho nhau thành công. Rồi bây giờ Gigi em phải là người đưa ra quyết định rồi. Đã xem clip của hai anh rồi, cũng đã nghe hai anh gọi là thuyết phục rồi, bây giờ em hãy chọn đi. Chắc là em xin phép được chọn anh. Em khá là nóng tính, cần một cái người điềm tĩnh để tìm em lại. Một người là khá điềm tĩnh, biết quan tâm lo lắng đâu, đúng người mình thích nha. Đủ cái nghị lực để mình có thể che chở cho những người mà mình yêu thương nhất trong cái cuộc đời này. Em thấy khá tương đồng nhất như vậy. Ví dụ như là xem bài Tarot, mỗi tối thì em cũng hay đi xem bài Tarot cho chính bản thân mình. Đó là vì em, anh sẽ nỗ lực để có được tất cả, dành tất cả những thứ đó cho em. Chắc là em xin phép được chọn anh Tấn Hoàng ạ. Không phải là anh Trịnh Công Tuấn không tốt hay như thế nào đâu ạ. Tại vì là cái tính cách của em là một cái người khá là nhoi, và anh Công Tuấn cũng như vậy. Và em sợ là hai người kiểu bị trội cho nhau á. Em nghĩ là em cần một cái người điềm tĩnh hơn. Giờ chị cũng sẽ cho em có cơ hội được gặp mặt anh Trịnh Công Tuấn luôn để em say hello với ảnh. Bây giờ xin cho phòng máy kết nối cả ba được gặp mặt với nhau. Anh ơi, xin lỗi em nhưng mà rất là vui khi được biết anh, và hy vọng là ra bên ngoài anh vẫn sẽ muốn làm bạn với em hả? Không, anh sẽ khè lửa em, anh sẽ quýnh em, ghê gớm lắm.
Mà tôi nói nghe nè, ông Tấn ông đi cua gái mà ông đưa cái clip gì ông quay thấy ghê quá. Tôi già vậy mà tôi coi tôi còn sợ nó, uống chiên nhỏ mới 20 tuổi rồi nó sợ quá nó không chọn là đúng rồi. Tại vì em lựa chọn cái icon đó là cho nó hài hước xíu. Rồi chị Tường thay mặt cho chương trình chúc cho Tuấn sẽ có nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa, phát triển hơn nữa trên sự nghiệp của mình nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Ok, rồi chúng ta cùng tạm biệt Tuấn đi nè. Wow. Bye bye anh. Bye, bye bye Tuấn nha. Thì bây giờ chị Tường sẽ dành một cái chút không gian riêng cho hai bạn trò chuyện với nhau nha. Nói chuyện với nhau đi rồi chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Ok. Anh rất vui được nhìn thấy em qua cái màn ảnh nhỏ này. Cảm ơn em đã đồng ý để đi tiếp cái cuộc trò chuyện này cùng với anh. Hy vọng sau cái buổi trò chuyện này em sẽ có một cái gì đó ấn tượng để chúng ta kết nối, phát triển tình cảm hơn nữa. Khi mà anh thấy em rồi á thì anh có nghĩ là em là một người dịu dàng hay là như thế không? Hay là anh có cảm nghĩ như vậy em không? Đối với anh là hình mẫu lúc đầu thì đặt ra chỉ thế thôi. Quan trọng là cái tính cách của con người có hiểu nhau hay không, hợp nhau hay không. Có cái sở thích là đi cực giống anh không hả? Nói thiệt là em rất là thích đi du lịch. Nhưng mà theo diện thuộc thì em chưa thử bao giờ. Hy vọng là mọi giây phút là em đến với anh đều là đặc biệt và làm những thứ đặc biệt nhất. Giống kiểu là đi cực, ngắm mây trời, gió. Tuy là anh hơi là ít nói nhưng mà anh luôn muốn lắng nghe thấu hiểu và cùng em chia sẻ mọi thứ. Hello, chào hai bạn, chị Tường đã quay lại. Hello chị. Rồi bây giờ cho chị hỏi một chút xíu về cái ví dụ như là chị thấy hai bạn còn rất trẻ, chị muốn hỏi một chút xíu về quan điểm về hôn nhân của hai em là như thế nào? Đối với em thì hôn nhân rất là quan trọng và đó là một sự kết nối khá mỹ mãn cho cuộc tình tươi đẹp và chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc, có thể ở trên trời có thể dưới đất nhưng mà đi cùng nhau là được, không bỏ nhau ra. Đối với em thì hôn nhân rất là quan trọng. Tại vì em rất là muốn con của em sau này sẽ có một cái gia đình tốt hơn em đã từng trải qua. Và em muốn có một cái gia đình gắn kết, một cái người đàn ông có thể bảo vệ em, một cái gia đình vững chắc, không có dễ bị cái gì chia rẽ hết. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ hết thời gian trò chuyện rồi. Thời gian trên chương trình thì nó ngắn thôi, nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ cho các bạn cảm nhận nhau. Thế bây giờ hai em đã chuẩn bị giùm cho chị Tường những biểu tượng của chương trình chưa? Chú cúng con và cái biểu tượng ngón tay ngựa có chưa nè? Dạ rồi. Đúng, dạ rồi ạ. Rồi, nếu như mà sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn mà đồng ý hẹn hò với nhau á, tiếp tục tìm hiểu nhau nữa thì mình sẽ đưa cái biểu tượng chú cúng con lên. Còn nếu như các bạn không đồng ý hẹn hò với nhau, nghĩ rằng mình chưa có phù hợp thì các bạn có quyền đưa cái ngón tay ngược lên. Chị sẽ đếm nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Một. Còn về anh Hoàng thì em rất là ấn tượng về cái tài năng là piano với lại hát. Có một cái điểm chung nữa là em không nghĩ là em sẽ gặp được một bạn biết xem tarot với em ở trên này. Tuy là anh hơi là ít nói nhưng mà anh luôn muốn lắng nghe thấu hiểu và cùng em chia sẻ mọi thứ. Đi cùng nhau là được, không bỏ nhau ra. Hai. Em rất là muốn con của em sau này sẽ có một cái gia đình tốt hơn em đã từng trải qua. Và em muốn có một cái gia đình gắn kết, một cái người đàn ông có thể bảo vệ em, một cái gia đình vững chắc, không có dễ bị cái gì chia rẽ hết. Và ba, xin mời. Trời ơi, ủa sao ghi ghi không chịu vậy? Ghi ghi em không nghĩ là anh sẽ đồng ý. Em rất là muốn kết bạn và nói chuyện nhiều hơn với anh. Nhưng mà em không muốn làm tổn thương ảnh. Tại vì là những cái hình ảnh ảnh miêu tả là một cái cô bé dịu dàng, điềm tĩnh này kia thì em lại đi trái ngược lại hoàn toàn á. Nên em không nghĩ là anh sẽ muốn tiếp tục một cái quan hệ nghiêm túc với em. Bây giờ nếu mà cho chọn lại thì có chọn không? Vậy là bây giờ quay lại khúc đó hả chị? Ok. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. Ok à. Một. Ngại quá. Hai. Suy nghĩ cho thật kỹ. Tuổi trẻ dám yêu, dám nghĩ, dám làm để không có gì phải hối hận. Ba. Đưa quyết định. Đó, vậy phải dễ thương không? À, tuổi trẻ thôi mà. Thêm nhiều ký ức tình yêu, thêm nhiều chặng đường đi cùng nhau, có thêm nhiều mối quan hệ tốt, không có vấn đề gì cả. Đúng không? Vì chị Tường sẽ chúc cho hai em sẽ có nhiều cái thời gian hẹn hò với nhau, nó dễ thương, nó vui, nó hồn nhiên, đúng như lứa tuổi của các bạn.